Hello, hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn. Đằng sau đó là một cái câu hỏi mà có rất nhiều người không biết trước khi chơi phải làm cái gì trước. Thì không biết là phải làm cái gì trước đây. Mến mời quý vị cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha quý vị. Thì có một cái ông chú này, ổng nhiều chuyện lắm, chuyện trong nhà ngoài ngõ gì ổng cũng biết hết trơn á. Thì cái bữa sáng hôm đó đó, ở trong cái làng á, ổng này ổng đạp xe đạp, dưới quê người ta hay đạp xe đạp lắm quý vị. Thì đạp xe đạp kêu cọc cạch, đi ngang qua hai bên là hai hàng dừa xanh ngắt luôn. Thì ổng mới thắng cái két lại, thì ổng nhìn bên phía tay trái, có một cái anh chàng kia, ổng ngồi ổng buồn giống như là mất sổ gạo vậy đó, buồn dữ thần luôn. Thì ổng mới đạp xe đạp lại phía của anh chàng này. Ổng mới hỏi: nè chú em, sáng sớm mà sao ổng đi làm ăn cái gì mà sao thanh niên trai tráng gì mà ngồi giống như là mất sổ gạo vậy, ngồi lót cửa giữa luôn kìa. Ảnh ngồi chùm hổm đó. Thành thử ra ông chú này ổng thấy ổng mới nói vậy. Thì cái anh kia ảnh mới ngước lên, ảnh nhìn, ảnh mới nói: trời ơi chú ơi, con buồn quá, vợ con á, tới thiệt á, con mua có 5.000 bạc cái số mà nó chửi con hoài, ghét, con buồn, con chán nản quá, con bỏ nhà con ra đây con ngồi luôn chú ơi. Gì? Có phải mày mua 5.000 bạc cái số mày thua mà cái chuyện nhỏ xíu vậy thôi mà nó chửi mày đó hả? Phải không đó? Trời ơi, hay là cái chuyện kia? Tao là tao rành mấy con đàn bà này dữ lắm, không có lửa sao có khói mày. Trời ơi, dễ gì mày mua 5.000 bạc cái số mà nó chửi mày hoài. Chắc là cái chuyện kia quá. Mày có làm cho nó đều đều không? Chứ tao là tao rành mấy con đàn bà này dữ lắm, tao là có 5-6 đời vợ rồi nè, tao hiểu hết à. Dạ con làm đều đều hết chú ơi. Trời ơi mà sao không biết nữa, tới chửi con hoài à. Trời ơi, nhưng mà mày làm có đúng chưa? Nhưng con đâu có biết làm sao mà đúng như chú nói đại đi chú, bấp bấp mở mở làm con không có hiểu gì hết á. Chú dạy con đi chú. Trời ơi, tao gành mấy con nhỏ đàn bà này lắm. Bây giờ á, tao nói là trước khi mày làm đó, mày có bú chưa? Ê, anh này anh nghe xong đó đi. Dạ nhưng mà chưa, bú cái gì chú? Trời đất ơi, thằng này nó hỏi tao giống như một cái thằng ngáo ngây thơ vậy. Tao nói mày là phải, ý tao nói là bú cái lờ đó, hiểu chưa? Anh này anh gãy đầu đó. Dạ cái đó chắc chưa bao giờ quá. Bởi vậy nó chửi mày đúng rồi, nó khinh thường. Trời ơi, tao đã chỉ cái tiệc chiêu này cho rất là nhiều người rồi. Trời ơi, bây giờ vợ của tụi nó bây giờ là lại anh vào anh đi, anh lào vào tắm đi, em nấu nước nóng cho anh rồi. Con vợ nó sợ khăm gấp luôn. Trời ơi, mày mà tới giây phút này mà mày còn không biết nữa hả? Bây giờ tối nay mày nghe lời chú nghe không? Tối nay mày làm liền, không có đợi gì hết á, mày làm liền đi. Ồ, mày sẽ thấy hiệu quả tức thì. Thôi chú đi nha, chúc mày may mắn nha, chúc mày hạnh phúc nha. Sau đó cái anh này anh suy nghĩ, ông chú này ông đạp xe đạp cọc cạch ông đi xa rồi. Anh này anh mới ngồi anh suy nghĩ, nói trời, ông chú này ông nói vậy rồi có đúng không ta? Đó giờ thiệt là mình bị chửi hoài, vợ mình chửi hoài à, bao nhiêu người khác đâu có bị đâu, tại sao mình? Hay là tại vì mình chưa làm giống như những gì ông chú nói? À, hay là tối nay mình phải làm theo những gì ông chú này nói, rồi á, coi làm sao. À, mình cũng phải thử một lần trong đời chứ. Trời ơi, cái tối hôm đó cái bắt đầu cái anh này cũng như là tắm rửa sạch sẽ. Thì tối á, bắt đầu là đi ngủ bắt đầu là nhào vô. Thì giống như mọi ngày thôi, thì hai chồng đi ngủ bình thường. Nhưng mà ông bữa nay anh này ảnh làm theo những gì ông chú chỉ, thì ảnh mới đưa cái mũi vô anh hửi. Thì ảnh mới nói: trời ơi, sao mà thối mùi nước mắm quá vậy? Trời đất coi, vừa nghe cái câu đó xong, ba giò bốn cẳng bà vợ bà đạp một cái bụp. Trời ơi, anh té xuống giường, anh lăn mấy vòng giống như là trái banh vậy đó. Con vợ mà đá anh chồng lăn như trái banh luôn. Anh chồng nói: trời ơi, sao em đá anh vậy em? Em á, chưa từng thấy một người chồng nào mà lại dám nói chuyện như vậy, không thể nào sống được với anh nữa, ngày mai ly dị đi. Trời ơi,
Em ơi có chuyện gì từ từ nói chứ, cái gì mà ly dị em? Trời ơi trời, ông chú này nè, ông ác ghê. Ông chỉ mình tầm bậy chi mà giờ vợ mình nó đuổi ra đường rồi nó còn đòi ly dị nữa. Ngày mai mình phải gặp ông chú để mình hỏi cho ra lẽ. Tức quá mà, tức quá mà. Sáng sớm ông chú này ổng có cái thói quen, sáng nào ổng cũng uống cái quán cà phê bà Tư đầu đường á. Nghe không? Ổng nhiều chuyện lắm. Cho nên là cái thằng này nó mới đợi, nó đợi sáng sớm nó mới đạp xe đạp cọc cạch ra để nó gặp ông chú, để nó hỏi cho ra lẽ tại sao nó làm giống như những gì ổng nói đó, mà tại sao con vợ nó không thương mà nó còn đòi ly dị nữa. Cho nên là ảnh mới đạp xe đạp cọc cạch ra. Thì vừa tới ngã tư đầu đường thì quả thật thấy ông chú đang ngủ cà phê với mấy thằng bạn ổng. Ảnh tức quá, trời ơi, ảnh giục chiếc xe đạp một cái cạch bụp. Ảnh chạy ba chò bốn cẳng vừa nói chú, con có chuyện này muốn nói với chú. Ông chú giật mình nói trời, mày làm gì sáng sớm mày tìm tao gì ghê vậy? Rồi sao rồi? Hôm qua tao chỉ mày cách đó đó, rồi mày có làm với con vợ mày chưa? Rồi con vợ mày chắc bữa nay rồi nó thương mày dữ lắm phải không? Bữa nay mày ra cảm ơn tao phải không? Thôi ơn nghĩa gì có gì đâu, tao chỉ mày tại vì tao muốn giúp mày thôi. Trời chú ơi, con ra đây là vì cái chuyện đó đó chú, nhưng không phải ra đây vì cảm ơn chú đâu. Trời ơi trời, con tức quá mà. Ủa mày ra đây mà không cảm ơn tao chứ mày ra đây mày làm gì tao? Con ra đây là để con nói với chú á, mai mốt qua chú đừng có số 7 số bạ nha. Trời ơi con á hả, con khờ quá mà, con bị vợ con chửi là con đã bạc khổ dữ lắm rồi mà chú còn hại con nữa. Trời ơi chú à, làm gì là không được đó. Ủa tao hại mày gì? Rồi mày có làm giống như những gì tao nói chưa? Có, con làm rồi. Trời ơi chú chỉ con sao con làm y gan vậy luôn. Nhưng mà con nói thiệt với chú á, chưa có làm được cái gì là con nói sao có mùi nước mắm quá vậy, thúi quá. Trời ơi con vợ con nó quánh con như là cái gì, quánh như con không đẻ vậy đó. Cái ông chú nói cái gì, mày nói là có mùi nước mắm hả? Chứ sao, có sao thì con nói vậy, tính con thật thà ba má con dạy là có sao nói vậy, không có được thêm bớt gì hết trơn. Trời cái con mùi nước mắm, con nói mùi mắm chứ con đâu có nói mùi khác được. Trời ơi trời, tao chưa từng thấy cái thằng nào mà như mày luôn, ngu ớ là ngu. Trời ơi trời, ai đời lại nói là có mùi nước mắm, nhưng mà rõ ràng có mùi nước mắm thiệt mà chú. Trời ơi, tao biết dù là có chăng nữa mày cũng không có nói như vậy. Trời ơi, mày nói gì là hư bột hư đường hết rồi, nó quýnh mày là phải rồi, thấy không? Gặp con vợ của tao đó còn cho mày ăn cây chổi trà nữa. Trời ơi, mấy thằng thanh niên ở trong cái bàn đó nó ngồi nó cười quá trời. Đúng là cái thằng khờ, đúng là cái thằng khờ. Ai ơi, ai mà có mùi nước mắm? Mày mới nói là có mùi mật ong, mùi mùi dầu thơm, mùi nước hoa hay gì đó. Mày nói mày có nước mắm là mày bị ăn đọt là phải rồi. Thì ơi, trời ơi trời, khổ quá trời. Đây là một cái câu chuyện mang đến chất kể chuyện Tiểu Lâm. Vui, em cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip này. Clip của em cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.